Chào mừng các bạn quay trở lại với Hỏi Đáp cùng Louis. Thì rất cảm ơn các bạn đã tin tưởng và yêu mến cái chương trình Hỏi Đáp nhiếp ảnh này của mình. Thì trong một tuần lễ vừa qua thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi đến từ các bạn, trong YouTube cũng có, Facebook cũng có. Thì mình đã có trả lời trực tiếp cho một số bạn rồi, ở một số câu hỏi nào đó đơn giản thì mình đã có trả lời trực tiếp luôn. Nhưng mà vẫn còn rất là nhiều câu hỏi mà mình vẫn chưa có thể nào mình trả lời kịp. Thì nếu những cái câu hỏi nào đó mà của các bạn vẫn chưa được xuất hiện trong cái video hỏi đáp này á, thì bạn đừng có lo lắng. Mình hứa là sẽ cố gắng trả lời các thắc mắc của các bạn trong những cái số hỏi đáp tiếp theo. Không dài dòng nữa, bắt đầu thôi. Đầu tiên là đến với câu hỏi của bạn Đạt Thành. Em chào anh, cho em hỏi vào năm 2020 còn sử dụng Canon 5D2 thì còn tốt hay không? Em thường đi chụp chân dung và lâu lâu có chụp phong cảnh, nên anh tư vấn sử dụng con lens nào tốt ạ? Em cảm ơn. Thì với cái câu hỏi này của bạn á, thì là ở cái thời điểm hiện tại năm 2020, tuy là con 5D2 thì cũng khá là cổ rồi, tuy nhiên vẫn còn sử dụng rất là tốt. Vẫn còn rất là nhiều anh em ở ngoài kia chụp dịch vụ, đặc biệt là những event hay là những tiệc cưới, lễ tiệc cưới gì đó, vẫn còn sử dụng để kiếm tiền rất là tốt. Với cái ý thứ hai của mà em hỏi á, là một cái con lens nào đó rẻ mà vừa có thể chụp được chân dung lẫn phong cảnh luôn, thì chỉ có một cái con lens đó là Canon 24-105 f/4L thôi nha. Tiếp theo đó là câu hỏi của bạn Lai Trần. Chào Louis, mình có một câu hỏi như sau. Mình muốn quay video chuẩn 4K trên máy Canon 5D Mark 4 nhưng không thể quay được. Máy tàn quay chưa đến 1 giây thì dừng lại. Mình tìm hiểu thì hỏi một số người, nói là do thẻ nhớ. Như vậy thì có đúng không? Louis tư vấn giúp cho mình chọn thẻ nhớ nào có thể quay được 4K. Mình muốn hỏi thêm một câu nữa, đó là mặc định của Canon 5D Mark 4 là quay C-Log hay là nó có những chế độ quay khác? Cách setup chọn chế độ quay cụ thể như thế nào? Mình có xem tài liệu hướng dẫn nhưng không rõ lắm. Cảm ơn bạn. Thì đến với cái thắc mắc của bạn Lai Trần á, đầu tiên là về máy của bạn 5D Mark 4 mà quay không được 4K, quay chỉ được 1 giây dừng lại thôi á, thì mình nghĩ bạn là nên đem cái máy của bạn ra tại cái nơi mà bạn mua cái máy đó để cho họ kiểm tra lại thì sẽ chắc ăn tốt hơn. Tại vì mình ở đây hiện tại mình cũng không có cái con 5D4 để mà test kiểm tra thử cho bạn, coi có gặp trường hợp như vậy hay là không. Còn về thẻ nhớ á, thì để quay được 4K thì bạn chỉ cần chọn những cái thẻ nhớ tốc độ cao là được rồi. Ví dụ như là cái thông số mà nó ghi trên cái bao bì của thẻ khoảng từ 170MB trở lên là ok rồi. Không cần phải là quá cái điều kiện nào đó quá là khắt khe. Tuy nhiên là bạn nên chọn những cái thẻ nhớ của những hãng uy tín nha. Đừng nên chọn những cái thẻ, đặc biệt là đừng bao giờ chọn thẻ giả. Thẻ nhớ mà thông dụng nhất đó là Extreme Pro SanDisk ha. Còn ngoài ra nếu bạn có dư giả điều kiện hơn thì bạn có thể nghĩ đến thẻ của Sony. Bình thường thì giống vậy là thẻ SD thì đã có thể quay được rồi. Nhưng nếu bạn cần cái khả năng lưu trữ hoặc là tốc độ cao hơn thì bạn có thể lựa chọn thẻ CF. Ngoài ra thì với 5D Mark 4 thì bạn cần lưu ý khi mà quay chế độ 4K thì nó sẽ bị drop cái khung hình lại rất là nhiều. Và cái yếu tố cuối cùng của bạn đó chính là hầu như tất cả các máy thì cái định dạng quay ban đầu của nó không phải là cái file log nha bạn. Kể cả những cái máy Sony hay là máy Canon cũng vậy, thì bạn cần phải chọn vào nó thì bạn mới có thể quay được C-Log của nó. Tuy nhiên nếu mà mình nhớ đâu đó không lầm á, là như máy 5D Mark 4 nó không có sẵn C-Log mà bạn phải mua. Tiếp theo đó là đến với câu hỏi của bạn Hưng Thành gì đó. Theo anh thì M6 Mark 2 với Fuji XT200 con nào ok hơn ạ? Em chỉ chụp cho vui, chủ yếu là chân dung và rất ít quay video. Thì với cái thắc mắc này của em á, là máy nào nó cũng ok hết em nha. Các tính năng nói chung về chất lượng hình ảnh thì nó cũng gần như là tương tự với nhau thôi. Tuy nhiên cái tiêu chí lựa chọn của nó thì lại không giống nhau cho lắm. Ở đây anh sẽ đề cập tới một số cái tiêu chí để em có thể dựa vào đó mà tham khảo cho cái sự lựa chọn của chính mình. Nếu mà em lười hậu kỳ, không thích hậu kỳ hoặc là không biết hậu kỳ nhiều á, thì em nên chọn cái máy XT200 vì nó có rất là nhiều cái bộ lọc màu sắc cho cái hình ảnh của mình chụp ra rất là đẹp, rất là phong phú luôn. Còn ngược lại nếu mà em thích hậu kỳ hình ảnh hoặc là em thích đa dạng hơn về các thể loại chụp của mình thì em nên chọn cái con M6 Mark 2. Vì cái file RAW của nó thì anh vẫn đánh giá cao hơn của hàng Fuji về cái khả năng làm màu. Tuy nhiên là cái màu JPEG của máy M6 Mark 2 á, nó chụp ra vẫn đẹp, vẫn nhìn mắt, nhưng mà nó không được cái bộ lọc màu phong phú như là của Fuji XT200. Hình như nếu anh nhớ không lầm thời điểm hiện tại á, thì cái con M6 Mark 2 nó hơi mắc hơn cái con XT200 một tí xíu. Tuy nhiên nếu tính về đường lâu đường dài, tức là em muốn đa dạng hơn các thể loại, các phong cách chụp khác nhau, thì khi em mua lens hoặc phụ kiện của Canon nó lại rẻ hơn của Fuji rất là nhiều. Kế tiếp đó là câu hỏi của bạn Thông Xmi. Chú cho cháu hỏi, chụp như vậy đã liệu kiếm tiền được hay chưa? Cháu mới chụp cách đây từ cuối năm ngoái, cũng được vài bộ ảnh, chủ yếu là chụp cho bạn bè cùng trường. Các bạn ấy thường gửi cháu tiền nhưng cháu không nhận vì lý do còn non tay.
Bây giờ cháu khá tự tin với khả năng lên màu retouch ảnh cũng khá ổn. Và nếu lấy thì cháu có thể định giá bao nhiêu được ạ? Cháu tự học nên chỉ biết chụp mà không biết makeup. Cảm ơn chú. Đến với câu hỏi của bạn Thông Ít Mê này ha, đầu tiên là mình cảm thấy không vui rồi nha. Gọi bằng chú là không có được vui cho lắm rồi đấy. Mình đâu có nổi già tới mức mà gọi chú đâu. Vậy anh thôi nha. Để nói về cái việc là ảnh của em chụp đủ đẹp để kiếm tiền được hay chưa, và nếu kiếm thì kiếm với mức giá bao nhiêu, định giá cái sản phẩm của mình là bao nhiêu, thì nó tùy thuộc vào khách hàng của nơi em chụp, chứ nó không phải tùy thuộc vào anh. Bây giờ anh nói ảnh của em chụp đẹp đi, nhưng mà nếu khách hàng họ thấy không đẹp, họ cảm thấy không hài lòng, không vừa mắt, thì đố em làm sao bạn có thể lấy tiền được của họ đó. Nhưng ngược lại, nếu bây giờ anh nói anh chê ảnh của em rất là xấu, nhưng mà tuy nhiên khách hàng họ lại vừa mắt, họ lại cảm thấy ưng, thì sẵn sàng họ sẽ trả tiền cho em. Nên cái việc là cái khả năng chụp ảnh của em hiện tại có kiếm tiền được hay là không, và kiếm được bao nhiêu tiền, đó tùy thuộc vào cái người trả tiền quyết định, chứ không phải là tùy thuộc vào anh. Ngoài ra nữa, đó là cái tâm lý mà khi em cầm máy em chụp kiếm tiền, nó sẽ khác hoàn toàn rất là xa với cái việc cái tâm lý mà mình cầm máy mình chụp giao lưu, mình chụp free cho người khác. Khi nào mà em lúc mà em chính thức em chụp kiếm tiền thì em sẽ hiểu cái cảm giác anh nói bây giờ. Kế tiếp đó là đến với câu hỏi của bạn Disney. Chào anh, mong câu hỏi này sẽ được anh trả lời ở video kế tiếp. Em có tài chính khoảng 50 triệu thì nên chọn 5D4 cộng với Sigma 85 1.4 hay là Canon R cộng với ngàm cộng với Sigma 85 1.4. Anh cho em lời khuyên và cảm nhận của anh về hai combo này. Chúc anh thành công và ra nhiều thêm video nữa. Rất là cảm ơn em. Thì với cái câu hỏi mà em đưa ra, tuy là em không nói rõ chính xác đó là con Sigma gì, nhưng mà anh đoán với cái tầm giá và tài chính của em là 50 triệu thì nghĩ đó là con Sigma 85 mạc ha. Ở Canon R thì nó ra sâu, nên là nếu so sánh với ảnh JPEG và chụp phát ra liền á, thì anh nghĩ cái màu sắc nó sẽ đẹp hơn một tí xíu. Lý do là tại vì nó sử dụng cái con chip xử lý mới, nó trên đâu đó 2 đời so với con 5D Mark 4. Còn FireRAW thì nghĩ nó như nhau, thì giữa hai con này thì anh nghĩ nó sẽ là xem nhau cả thôi. Anh chưa so sánh một cách chính xác đó là cái file RAW của con nào nó sẽ nhỉnh hơn con nào. Tuy nhiên thì anh nghĩ nó sẽ không có chênh lệch nhau quá nhiều đâu. Nó cũng đâu đó khoảng 9-10 thôi. Thậm chí là gần như ngang nhau luôn, nó không có chênh lệch quá nhiều. Ngoài ra thì Canon R nó có cái màn hình cảm ứng xoay lật rất là tiện ha. Còn ở 5D Mark 4 thì nó chỉ có cảm ứng thôi, chứ không có màn hình xoay. Canon R nó còn có lấy nét vào mắt nữa. Nên là quan trọng là em thích cái sự tiện dụng, cái công nghệ mới hay là cái sự trâu bò qua năm tháng của 5D Mark 4 mà thôi. Kế tiếp đó là câu hỏi của bạn Hansi Trần. Em chào anh, hiện tại thì em đang dùng con Canon 77D cộng với bộ lens Sigma 1750, Canon 50 1.8 và 55 250 STM. Em chủ yếu thiên về chụp phong cảnh đường phố, đôi lúc thì có chụp chân dung. Với lens 55-250 thì em dùng để chụp phong cảnh là chính. Hiện tại do em thấy nhu cầu của mình đã nâng lên thêm, nên xin anh tư vấn cái ý kiến như sau. Em tính bán bộ Canon 77D, Sigma 1750 cộng với con lens 55-250 để mua cái con body Canon RB mới kèm theo một cái ngàm chuyển, và dùng tạm với con 50 STM để chụp đường phố, trong khi tiết kiệm tiền để tiếp tục mua cái con lens 24-105. Phương án 2 là em vẫn bán cái bộ đó đi và mua cái body Canon 6D cũ, thì có thể mua thêm được một con lens 24-105 nữa và xài chung với con lens 50 STM. Theo anh thì em nên lựa chọn phương án nào? So về chất lượng thì liệu Canon RB có hơn so với con 6D hay không? Và nếu so sánh với 5D3 thì sao ạ? Vì giá của body 53 cũ ở Mỹ bán ngang ngửa với con RB mới. Thì với các phương án lựa chọn mà em đưa ra trên á, thì anh nghĩ cái phương án lựa chọn con Canon RB sẽ là phù hợp dành cho em nhất. Đầu tiên là về chất lượng ảnh thì Canon RB và con 5D Mark 3 nó sẽ hơn cái con Canon 6D. Thứ hai đó là ngoài cái sự nhỏ gọn, thì cái điểm mà chỉ có Canon RB có mà 6D cũng như 5D Mark 3 nó không có, đó chính là cái màn hình cảm ứng xoay lật và khả năng lấy nét cực kỳ chuẩn, nhanh và chính xác. Tại vì trong cái điều kiện chụp thực tế, đặc biệt là chụp đường phố hay chụp bất kỳ một cái thể loại nào đó, thì không phải lúc nào em cũng có thể kê mắt lên để em ngắm qua viewfinder được. Nên cái việc màn hình xoay lật là cực kỳ hữu ích luôn. Ngoài ra là nó còn là cảm ứng nữa, chứ nó không phải là chỉ có xoay lật hay không mà thôi. Và cái điều mà làm anh thích nhất ở con Canon RB đó chính là cái khả năng lấy nét của nó. Cái khả năng lấy nét vào mắt, vào mặt của nó rất là nhanh. Nhiều khi em chỉ cần dơ lên là bấm nút chụp được thôi, chứ em không cần phải quan tâm rằng cái điểm nét nó đang nằm ở đâu trong cái máy ảnh của em nữa. Kế tiếp đó là câu hỏi của bạn trưởng môn Trương Tâm Phong ha. Chào anh, hiện tại thì em đang phân vân giữa con 6D và 5D2, dùng với con lens là 17-40 f/4L và 50 1.4. Nhu cầu chủ yếu của em là chụp du lịch, đi chơi phong cảnh, lâu lâu chụp mẫu, ngân sách khoảng 20 triệu đổ lại, thì theo anh em chọn máy nào nó sẽ khả thi hơn? Thì với cái thời điểm hiện tại là năm 2020 thì anh khuyên em là nên chọn con 6D. Vì thời điểm này á thì con 5D Mark 2 nó vẫn còn sử dụng rất là tốt, nhưng mà nó đã hơi bị cổ quá rồi. Nó sẽ rất là nhiều cái tính năng về công nghệ nó bị thua thiệt hơn với 6D. Nên là nếu em sử dụng một thời gian em sẽ rất là mau chán. Tiếp theo đó là câu hỏi của chú Đỗ Lưu Văn.
Chú có máy Canon M50 và lens 50 1.8 rồi. Giờ chú muốn đầu tư thêm lens để chụp phong cảnh. Vậy theo Louis thì chú nên đầu tư vào lens nào? Thì với cái nhu cầu của chú ấy, nếu mà chú muốn chuyên hẳn về phong cảnh luôn thì chú nên chọn cái con lens là Canon 10-18 f4.5 cho tới 5.6. Thì nó có một cái góc rất là rộng để cho chú có thể khai thác được cái sự rộng lớn của những cái shot ảnh phong cảnh. Tuy nhiên ngoài ra thì chú vẫn có thể có một sự lựa chọn nữa, đó chính là con Sigma 17-50. Thì tuy rằng cái con này nó không rộng bằng nhưng mà nó sẽ có độ đa dụng hơn. Tiếp theo đó là câu hỏi của bạn Phương Phạm. Mình cần tư vấn lens 35 Sigma Art 1.2 với lens Zeiss 35 1.4, thì hai con lens này thì con nào sẽ làm dịch vụ tốt hơn? Nếu mà soi xét quá thì có thể là con lens Zeiss 35 1.4 có thể nhỉnh hơn tí xíu về màu sắc hoặc là cái độ chuyển nét. Tuy nhiên nó sẽ không quá nhiều đâu. Hiện tại thì Sony nó đã mở cái mã nguồn của ngàm cho các hãng làm lens thứ ba rồi, nên là bạn có thể thoải mái lựa chọn con lens nào nó cũng được hết, cũng tốt hết cả thôi. Kế tiếp đó là câu hỏi của bạn Nhóc Bùi Vlog. Anh cho em hỏi tầm giá từ 10 đến 15 triệu thì mình có thể mua combo gì để có thể đi học và bước chân vào làm dịch vụ. Với câu hỏi này của em thì anh sẽ tư vấn đó chính là con Canon 70D cộng với con lens Sigma 17-50 f2.8. Sẽ có rất nhiều người hỏi rằng là tại sao không chọn cái con Canon 6D cộng với con 50STM kia, chụp sẽ cho chất lượng ngon hơn. Thì anh nói thẳng luôn, đó chính là cái việc đối với một người mới như em vừa tập tành và dẫn tới một cái con đường mà chụp chơi cũng như chụp dịch vụ á, thì với cái bộ combo là 70D cộng với con lens 17-50 á, thì nó sẽ cho em học được rất rất là nhiều thứ hơn cái việc là em cầm con 6D cộng với con lens 50 kia rất là nhiều. Ngoài ra nữa thì cũng có rất nhiều bạn cũng thắc mắc rằng là hỏi rằng là tại sao anh chỉ có tư vấn về Canon, tại sao không tư vấn về các hãng khác. Thì nó cũng có lý do, đó chính là cái hệ sinh thái của Canon nó rất là đa dạng, rất là rộng, thì nó sẽ cho em được hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó chính là cái giá thành nó rẻ. Cái thứ hai đó là do nó đa dạng, nó rộng, nhiều người sử dụng, nên cái việc là em muốn mua mới, tức là em muốn lên, nghĩa là em muốn nâng cấp lên, thì em cũng sẽ kiếm được người bán. Và em muốn thanh lý cái cũ đi thì em cũng sẽ dễ dàng kiếm được người mua. Tiếp theo đó là đến với câu hỏi của bạn Hậu Phạm. Anh ơi, máy Canon M50 thì có thể chụp dịch vụ được không ạ? Đám cưới, sinh nhật và chân dung. Thì tuy rằng cái con M50 đó chính là con rót của Canon thôi, tuy nhiên cái khả năng chụp dịch vụ của nó rất là tốt, đặc biệt là những cái sự kiện event hay là tiệc đám cưới lễ gì đó. Bản thân anh thì đã từng chụp M50 cho dịch vụ lễ cưới rồi, nên cảm giác rất là ngon, rất là gọi là dễ thao tác, linh hoạt trong cái quá trình tác nghiệp. Cái quan trọng á là em nên học cái cách kiểm soát môi trường, kiểm soát cái ánh sáng xung quanh, đừng để bao giờ nó bị cháy sáng quá hoặc là thiếu ánh sáng quá được rồi, vì nó là cái cảm biến rót thôi. Nên nếu mà để nó vào một cái tình trạng hạt co quá, khó khăn quá thì cái cảm biến sẽ xử lý không có nổi. Còn về cái việc chụp chân dung á thì nó cũng ok thôi, tuy nhiên em sẽ phải đứng xa ra gấp rưỡi so với việc là em cầm một cái máy full frame. Vì cái một cái lens mà gắn trên cái máy crop á, nó sẽ bị nhân cái góc nhìn ra, tức là góc nhìn nó sẽ bị hẹp lại, chứ nó không phải nó bị nhân tiêu cự giống như mà một số người vẫn còn bị lầm tưởng. Đến với câu hỏi của bạn Hải Đăng Studio. Anh ơi, cho em hỏi, ống kính Canon 70-200 f2.8mm có nút chống rung 1 và 2, thì để 1 hay 2 về anh? Anh giải thích hộ em vấn đề này với. Thì theo như cái lý thuyết mà anh tìm hiểu á, thì ở cái mod 1, cái mod chống rung 1 á, thì nó sẽ dành để chụp những cái chủ thể tĩnh, những cái chủ thể đứng yên. Còn ở mod 2 á, thì để chụp những cái chủ thể chuyển động. Tuy nhiên ở bản thân anh cảm nhận thực tế của cá nhân anh thôi, thì anh chụp anh thấy ở mod 2 cái ảnh nó không được nét bằng cái mod 1. Nên cho dù anh chụp chủ thể đứng yên hay chuyển động gì thì anh vẫn để mod 1 mà anh chụp thôi. Kế tiếp đó là câu hỏi của bạn DS Channel. Em đang dùng Canon 90D chụp chân dung và em nên dùng cái con lens 50 1.2L hay là 85 1.2L. Em dự định mua thêm con Canon 10-18 f4.5 để f5.6 ISSTM dùng để quay video. Lâu lâu chụp phong cảnh thì có nên hay không? Hiện tại em đang dùng con Canon F1.4, muốn nâng cấp lên dòng L để có chất lượng ảnh tốt hơn. Thì hiện tại em đang dùng cái con 50 F1.4 thì em có thích nó hay không? Có thích cái hiệu ứng tiêu cự mà nó mang lại hay không? Nếu mà em thích thì em có thể nâng cấp lên cái con 50 F1.2L. Còn ngoài ra nếu mà em cảm thấy chán rồi hoặc em không thích cái hiệu ứng tiêu cự, nó làm cho em cảm giác chưa đủ đã, chưa đủ phê, thì em có thể thử đổi sang cái con 85 F1.2. Còn về việc em chọn cái con lens Canon 10-18 kia á, thì nó chụp phong cảnh rất là tốt, vì nó cho một cái view, một cái góc wide rất là rộng, rất là đã. Tuy nhiên nếu em nói rằng là em dùng nó để quay video, thì thật sự anh có một chút thắc mắc tí xíu, đó là anh không biết em quay thể loại gì. Nếu mà nói về quay vlog á, mà cầm mấy con 90D á, thì coi bộ là hơi bị khoai đấy. Tất nhiên là nếu em quay chơi chơi thì hoàn toàn được hết nha. Còn nếu mà em đòi hỏi cái sự chuyên nghiệp cho cái video của em hơn á, thì cái con lens đó nó là con lens hai khẩu, nên nó sẽ rất khó trong cái việc kiểm soát cái thông số khi quay. Tại vì khi quay video á, nó sẽ fit lại cái phần tốc độ màn cặp, chứ nó không giống như là chụp hình, nó có thể thoải mái. Kế tiếp đó là câu hỏi của bạn Xuân Nguyễn.
50 1.8 với 50 1.4 thì nên chọn con nào anh ơi, ưu nhược điểm là gì? Thì ở đây với câu hỏi của em á, thì anh mặc định em đang hỏi về con 50 1.8 SDM nha. Thì với con lens này thì công nghệ nó mới hơn, lấy nét êm hơn, giá cũng rẻ hơn, nhưng mà tuy nhiên nó sẽ dễ bị sáp nét. Còn đối với con mà Canon 50 1.4 USM á thì nó sẽ hơi khổ một tí xíu, nhưng mà độ nét lại nhỉn hơn. Tuy nhiên nó bị một cái bệnh, nó chính là rất là dễ bị đứt dây khẩu. Nếu là bản thân anh thì anh thích cái con 1.4 hơn. Đến với câu hỏi của bạn Kiều Tuấn, mình đang dùng con 17-40 f/4. Con này có nhược điểm là méo hình, nên khi chụp hình cưới để ở tiêu cự 17 méo hình thì mình biết rồi, nhưng ở tiêu cự 24 chụp từ 6 người thì những người ở bên ngoài cũng bị méo. Bạn có cách nào để khắc phục tình trạng méo hình này hay không? Thì đây đó là đặc tính kỹ thuật của cái lens rồi, nên là gần như bạn sẽ rất là khó khắc phục được trong cái vấn đề này. Bạn muốn giảm cái tình trạng này thì bạn có cái phương án, đó là bạn lựa chọn những cái lens mắc tiền hơn. Nhưng mà tuy nhiên cái điều này thì nó không khả thi ở đây, thì bạn có thể xử lý qua cái phần hậu kỳ. Ngoài ra thì bạn đã hiểu rằng, bản thân bạn đã biết rằng là cái lens của mình nó sẽ bị méo góc biến dạng ở hai cái rìa ảnh, thì bạn đừng nên để người rơi vào cái góc nguy hiểm đó, mà bạn nên cố gắng lùi ra xa hết cỡ khi bạn chụp. Kế tiếp đó là đến với câu hỏi của bạn Hoài Thương Võ Đỗ. Hai anh, em đang dùng Fuji XA3 cùng với một cái con lens 35 f/2 và nhu cầu chụp đường phố, cảnh vật, đặc tả người, cảnh sinh hoạt. Em đang phân vân giữa lens là 56 f/1.2 hay là lens 50 140 f/2.8. Theo anh thì Trip Photography nên chọn lens fix hay là lens zoom ạ? Thì với cái thể loại Trip Photography thì anh khuyên em nên luôn luôn chọn lens zoom, bởi vì trong cái thể loại này, cái khoảnh khắc đó chính là cái thứ quan trọng nhất, chứ nó không phải là một cái độ nét hình ảnh thật là tốt, thật là chất lượng. Bởi vì cái khoảnh khắc có đôi khi diễn ra sẽ rất là nhanh, nó sẽ không đợi em tiến tới hoặc là lùi xa ra để canh cái khung máy. Nên việc khi em sử dụng một cái lens zoom đa dụng thì cái việc em cần làm đó chính là vặn cái vòng zoom mà thôi. Ngoài ra là đối với anh á, thì những cái thể loại ảnh như thế này thì cần một cái lens zoom nhưng mà ở tiêu cự xa một chút thì càng tốt. Bởi vì khi em chụp thực tế á, không phải là cái người nào mà được mình chụp họ cũng đều vui vẻ hết, hoặc là mình có thể đi xin phép từng người một được. Nên là đối với những cái lens mà có một cái dải tiêu cự dài, ví dụ như là 200 gì đi, thì em hoàn toàn có thể bắt được cái khoảnh khắc, những cái cảm xúc của cuộc sống từ ở phía bên kia được. Tiếp đến đó là câu hỏi của bạn Thắng Quốc, so sánh về độ nét giữa con lens FE35 với con lens 35 AC cho Sony A7R2. Thì nhu cầu của em chủ yếu là chụp chân dung sáng tạo với các chủ đề về trick. Thì nói về độ nét nha, tại thời điểm hiện tại bây giờ, cái dòng lens Sigma AC độ nét đó là vô đối rồi. Bạn chỉ đề cập tới độ nét nên mình chỉ nói về độ nét mà thôi, chứ mình không nói về cái nào đẹp hơn hay là xấu hơn. Và đến với câu hỏi cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, đó là của bạn Toàn Phạm. Canon 6D2, Nikon D750, Canon 5D3 với Nikon D810 thì phương án nào sẽ hợp lý hơn cho việc chụp chân dung phong cảnh? Thương hiệu không quan trọng, mình có thể thay đổi toàn bộ hệ lens vì hiện nay mình chỉ mới có 2 lens Canon mà thôi. Mình đang dùng Canon 6D. Nếu Nikon tốt hơn thì mình hoàn toàn có thể đổi hệ máy sang Nikon luôn cũng được. Vì mình thấy Nikon D750 khá tốt về chất lượng, có nhiều điểm lấy nét và có wifi, màn hình lật. Mong bạn so sánh giúp mình. Cảm ơn bạn. Thì với cái danh sách 4 máy mà bạn kể trên á, thì rõ ràng là so sánh về chất lượng hình ảnh thì cái con Nikon D810 nó vượt trội hơn hẳn 3 con còn lại rồi. Còn nếu xét về tính thực dụng, độ tiện dụng thì mình vẫn đánh giá rất là cao cái màn hình cảm ứng xoay lật của con 6D Mark 2. Ngoài ra ở thời điểm hiện tại thì gần như sẽ không có con máy nào vừa chụp tốt cả chân dung lẫn phong cảnh cả. Canon á, nó sẽ cho màu Kingston đẹp hơn, mịn màng hơn, thích hợp để chụp chân dung. Còn Nikon á, thì cái màu ảnh nó sẽ mang cái tông ám vàng và cái chi tiết sắc nét của nó sẽ nhỉnh hơn của Canon. Nên nếu dùng để chụp chân dung á, thì cái màu Kingston nó sẽ không đẹp. Ngoài ra nó sẽ lộ nhiều khuyết điểm ở phần da. Nhưng đây lại chính là cái ưu điểm nếu bạn dùng nó để chụp phong cảnh. Nó sẽ thể hiện được nhiều chi tiết hơn trong một bức ảnh. Nên quan trọng ở đây đó là bạn thích cái màu da đẹp hay là cái độ sắc nét của bức ảnh mà thôi. Đây là toàn bộ cái nội dung video hỏi đáp lần này. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.